Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với Stick with Legacy. Thì trước khi bắt đầu video, mọi người like cái nhà. Ấy à, chưa thì bạn nói rồi. Thì đây là mod của Slayer Gaming VN đấy các bạn nhá. Đây chúng ta sẽ làm về Sky Raider. Mình sẽ sử dụng GS. Đấy, GLED Auto Click. Hey, mua cực cháy luôn. Ui ui, mình chưa sử dụng kích hoạt thêm anh em ơi. Mình dùng tay nhấn kích hoạt thêm. Ui, rất là chất luôn quân ơi. Nhưng mà nó thấy rất là nhiều, khoảng mấy trăm tỷ ở đây, nhưng mà vẫn chưa đủ anh em ạ. Ok, năm là mình sẽ dừng nha. Được rồi, cái này là khoảng 5 triệu mấy anh em ơi. Trời, một con Sky Raider ra này. Solo á mày, đến với boss chưa. Sky Raider xanh lè xanh ghét luôn, quá là chất chơi, cứ rơi luôn cái đời. À, mày khiêu chiến á, mày khiêu chiến này, mày khiêu chiến này. Khiêu chiến à. Nào trời, úi giời ơi, vào đây mà bắn tao. Sao mà đỡ được, đúng không bạn? Úi giời, bọn này lấy gì mà chống. Bọn này thì lấy cái gì mà chống chứ, đúng không anh em? Giời, lấy gì mà chống đâu. Chống hộ cái. Từ từ để mình dừng lại tí. Ok, được rồi, con ơi, chơi nào. Chơi đây. Uầy, cái gì đây? Cái bạn trời là một đống giáo gì đây anh em? Giáo toxic, giáo ác quỷ chi phai. Combat cực căng. Bên mình rất là mạnh, nhưng bên mạng không vừa anh em ạ. Còn zombie cắn chỉ được cấp mười mấy thôi nên là hơi căng em ơi. Ok, cứu viện đâu. 1, 2, 3, 4, 5. Cứu viện anh em ơi. Gọi cứu viện ra. SOS. Ok, từ cầu nơi cứu viện ra đến nơi rồi. Trời ơi, lỗ ơi, đông quá. Để quỷ diệt hết bọn này không đây. Đông quá. Trời, không thành vấn đề quá nào. Đấy, cũng căng em ơi. Tiếp. Mình sẽ đang ra bàn thôi. Đấy, mod này rất là chất luôn. Về sau còn làm những con khác nữa. Uầy, team bạn à. Đấy à, khá đấy. Sky Raider. Chất quá, con ơi, toxic. Đấy, mod chất độc em ơi. Quá là chất luôn. Ai à, team bạn hơi căng đấy, hơi đông đấy. Nhờ, này hơi đông đấy. Hơi căng nhờ. Không biết một con có đủ sức mạnh không em. Từ đã. Được rồi em quan ơi, giải ơi. Xem nào, liệu một con có đủ sức mạnh không ta? Có đủ sức để cân hết cái đội hình này không ta? Nào trời, thêm quân cho mấy cu. Úi, liệu một con này có đủ sức để cắn quét không em? Không chắc đâu. Nhưng mà có vẻ là có thể đây em ơi. Trời, rất kinh. Đang rất khỏe. Hiện tại đang rất là tốt em ơi, thủ rất là tốt. Hết tốt rồi, chúng nó bắt đầu mạnh hơn rồi. Sao mình cũng bắt đầu trời thêm rồi. Úi giời, đông quá. Một con là không đủ con ơi, trời thêm. 1, 2, 3, 4. Tổng là 5 con này con ơi. Ui, tổng là 5 con. Chất chưa. Quá là chất luôn con ơi. Trời. Úi giời. Quân tiếp viện đến rồi. Nhờ, nó chơi mày. Đấy, quân tiếp viện đến phát là đạn năng cực cay anh em nhá. 5 con là đủ đạn năng rồi. Chỉ cần 5 con là đủ đạn năng rồi con ơi. Chất chưa. Đạn năng easy đạn năng luôn con ơi. Nhờ. Ui, lag, ui, 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 ui
thủy rồi đấy. Nó xử hết cả phù thủy luôn rồi anh em ạ. Ôi, kinh khủng quá khiếp. Ok, đến cái bàn tiếp theo nào. Tiếp anh em ơi, tiếp tục thôi. Bạn này chơi một con thôi nha anh em. Chơi một con thôi nha. Tèo. Ok, từ đã. Khoan đã, bạn đợi một tí. Ok, quận ơi, được rồi, chơi nào, xem nào. Căng đấy. Úi giời. Sức mạnh gì đây? Sức mạnh gì đây Quang? Uầy, sức mạnh gì đây? Wow, 799.000, 1.500.000 á, mọi người. Uầy, sức mạnh kinh thiên động đất à? Không phải, đấy là bọn em đi lên. Ok, từ từ đấy mình thoát à, mình sẽ vào lại anh em ơi. Ok chưa? Đây để cho nha. Được rồi, để cho team bạn ra trước. Mình mạnh quá mà, mình quá đẳng sơ cấp mà. Đấy, thế nên là phải chấp cho team bạn ra trước. Chấp cho team bạn ra trước em ơi. Xem nào. Để xem nào. Được rồi, xem nào bạn ơi. Tèo. Úi giời, nhanh, đông lên một tí nào. Ma ít quá ít con ơi. Úi giời ơi, chín nước triệu hồi cơ gì mà lại già rùa này. Cry Rider. Úi giời ơi, đây rồi, đến lúc chơi rồi anh em ơi. Chơi bài tẩy thôi, nhờ đòi solo cứu mày. Một mình tao, chấp hết. Đúng rồi, mày. Nhờ. Úi đang đâu nào. Úi nhưng mà cái bạn đông quá. Uầy. Chiu. Không sao. Với sức mạnh team mình chắc chắn là đủ sức rồi quán ơi. Ok, với sức mạnh team mình. Lần này mình chơi một con thôi nhá quán nhá. Không chơi nhiều, một con thôi. Một con nhưng mà sức mạnh này rất là ghê gớm. Với 799.000 sát thương có thể lên đến 1 triệu. À không, khổng lồ đập là khoảng 2 triệu luôn quán ơi. À không, khổng lồ đập khoảng 700 triệu. Khổng lồ đập 700 triệu. Cứ con quan đập 700 nghìn. Ôi dồi ôi, 800 nghìn thế này. Rồi, chết nào mày. Rồi solo kill mày, sao mà đỡ được. Nhanh lên anh em ơi. Trời, nhanh lên, máy sắp nổ nơi rồi quán ơi. Cái này nếu mà để lâu ấy là có thể được quán à. Để lâu thì zombie sẽ tăng dần, hiểu không? Ok, bắt đầu đàn áp rồi quán ơi. Ôi rồi. Bắt đầu đàn áp rồi đây. Đàn áp. Ui, zombie đang đi lên quán ơi. Đất à, không phải. Đấy là đang đi lên. Được rồi. Con này ngắt con kia đi lên quán ơi. Thế nên là rất là ghê gớm. Quán này không có được chết. Xin. Ui, phù thủy kìa. Phù thủy nó đập kìa. Con zombie đi ở trong này cắn phù thủy con ơi. Ui con đi này. Ui, nó cắn theo người thì nó mới thôi con ạ. Chết. Ok. Thì nói chung là clip này đến đây là thế là đủ rồi con ơi. Có thể clip sau sẽ là về con này cho con xem trước ấy. Spoiler, ok. Có thể là Gip Zone là Kaizan Stone. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm Gip Zone với cả bot trước. Đây cho bạn xem. À, cái vũ khí nó mắc to luôn anh em ạ. Ui, cái vũ khí nó đúng to luôn quá ạ. Thật đấy, mình lần đầu tiên mình thấy người ta làm vũ khí khổng lồ to mà nhưng mà nhìn rất là đẹp nhá các bạn nhá. Nhìn rất là đẹp. Đập phát 5 triệu luôn. Thì đập phát chắc tầm 999 triệu cả, quá ghê gớm. Ok. Lần này chúng mày tới số chúng mày rồi. Nhận. Solo kill. Nhân, đòi chơi với mày, đòi chơi anh với mày. Nào, vào đây mắn tao. Ui giời, easy game con ơi. Một dẫm. Nhân, đòi solo kill à. Đòi solo kill. Ok con ơi, nhưng thôi chắc đi.